Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì đây là Samsung Galaxy Note 8 đã được mình chạy sẵn lên phiên bản ROM Android 9.0, một cái phiên bản ROM mà có lẽ rất nhiều các bạn đang sử dụng Samsung Galaxy Note 8 chờ đợi. Android 9, Android PPPPP nhưng không phải là Shopee đâu nhé. Đó. À, tất nhiên thì đây không phải là phiên bản Android chính thức dành cho chiếc Samsung Galaxy Note 8 này, mà nó sẽ là một phiên bản ROM cúp từ chiếc Samsung Galaxy S9 cộng xuống cho chiếc máy Samsung Galaxy Note 8. Nhưng không sao, dù gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được rất nhiều thứ mới mẻ trên cái phiên bản Android 9 với cái giao diện đó là One UI. Và cụ thể thì nó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn trong video này nhé. Cái điểm đầu tiên mà các bạn có thể thấy được đó là chúng ta sẽ có một giao diện hoàn toàn khác biệt với những icon được làm mới hơn. Nó sẽ đơn giản hóa hơn và nó không màu mè, nó lòe loẹt giống như phiên bản Android 8 với giao diện ở Experience. Và tất nhiên thì khi mà ở trên phiên bản Android 9.0 này, chúng ta cũng sẽ có những cái thao tác thông minh. Các bạn sẽ vuốt ở bên trái này để có thể mở ra menu, vuốt từ giữa lên để có thể home và vuốt từ trái qua để back. Và tất nhiên các bạn không thích những cái thao tác vuốt như thế này, các bạn cũng có thể chuyển nó về các cái thanh điều hướng thông thường một cách rất là dễ dàng ở phía bên trong phần cài đặt như thế này. Và cụ thể chuyển như nào thì chắc chắn các bạn biết rồi, bởi vì trước đó thì mình cũng đã có một video chia sẻ đến các bạn về những cái thao tác trên cái phiên bản Android 9 One UI trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng, nên đây mình cũng không cần phải chia sẻ lại. Cái thứ hai đó là với giao diện One UI thì tất nhiên chiếc Note 8 nó cũng sẽ trở nên dễ dàng sử dụng hơn bằng một tay. Ví dụ nhá, các bạn sẽ thấy này, tất cả những thứ về theme này, khi mà mình bấm vào và mình apply thì nó sẽ đều ở phía bên dưới này hết đó. Từ đó nó có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc là sử dụng bằng một tay trên chiếc máy này. Như lời Samsung đã nói, One UI mang lại những trải nghiệm bằng một tay là đơn giản hơn. Cái thứ hai đó là về khu vực notification cũng như là các phím trigger để bật tắt nhanh, những cái tính năng về wifi các thứ thì nó cũng được đưa xuống bên dưới để giúp chúng ta có thể sử dụng tốt hơn bằng một tay, không cần phải với lên như trước nữa. Thì đây đều là những trải nghiệm rất mới mà One UI mang lại trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Thấy không, các bạn thấy không? Mặc dù là ROM cúp thôi nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm rất là ngon lành. Cái thứ ba đó là khi các bạn ắt bản ROM Android 9.0 này cho chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì bản Hàn Quốc thì nó có thể là fix được toàn bộ các cái lỗi mà chúng ta đang gặp phải, ví dụ như là lỗi về tin nhắn 160 ký tự chúng ta sẽ không mắc phải nữa này. Cái thứ hai đó là về camera thì nó cũng sẽ tắt được âm thanh đi hoàn toàn bình thường. Đây thì mình đang để âm, mình sẽ tắt âm đi này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào máy ảnh và mình bấm lại. Đó, các bạn thấy không? Hoàn toàn âm thanh đã bị tắt hết. Và chúng ta cũng sẽ có những giao diện rất mới trong phần camera này. Nó tương tự như trên cái chiếc Samsung Galaxy S9 cộng đang có ở bây giờ. Tức là khi mà nó update lên phiên bản Android 9.0 ấy, thì mình sẽ thử cho các bạn xem về tính năng lấy nét động này, để xem rằng là nó có cái tính năng add bokeh không nhé. Ok, ở đây thì mình đã chụp được một bức ảnh có hiệu ứng bokeh ở phía đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào thay đổi hiệu ứng nền này. Rất tiếc chúng ta vẫn sẽ không ạt bokeh. Giá mà cái người bọt ROM này có thể bọt được thêm cái tính năng ạt bokeh lên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này thì nó sẽ là tuyệt vời hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bên trong một chút đây, xem có cái tính năng đó là quét thông minh trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này hay không. Đó là sinh trắc học và bảo mật. Chúng ta sẽ có ở đây đó là nhận khuôn mặt, mống mắt, vân tay, tùy chọn sinh trắc học. Chúng ta vẫn sẽ không có quét thông minh ở trong phần này nha các bạn. Mình sẽ thử mống mắt này. Tiếp theo thì mình sẽ đăng ký nhận diện khuôn mặt để xem rằng là chiếc máy này có cho phép chúng ta mở vừa mống mắt vừa khuôn mặt hay không, tức là cái tính năng quét thông minh ấy. Bởi vì bên dưới thì mình sẽ thấy là nó có thêm một tính năng đấy là tùy chọn về sinh trắc học, để xem rằng là chúng ta có thể sử dụng được song song hai cái tính năng này hay không. Tiếp tục. Ok, như vậy là mình đã đăng ký được cả mẫu mống mắt và mẫu khuôn mặt. Bây giờ thì mình sẽ vào tùy chọn sinh trắc học này, mình sẽ mở nó lên. Quá tuyệt vời, chúng ta sẽ có ở đây tính năng rất là quét thông minh, tức là nó có thể là quét xen kẽ giữa mống mắt và khuôn mặt giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc mở khóa. Mình sẽ chọn vào quét thông minh này. Khá đáng tiếc, thông qua một số lần thử của mình thì tính năng quét thông minh trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này ở phiên bản Android 9 cúp từ chiếc Samsung Galaxy S9 cộng xuống thì nó cũng sẽ không hoạt động, mà nó cũng sẽ chỉ một là nhận diện khuôn mặt, hai là nhận diện mống mắt mà thôi. Nhưng mà sẽ có một ưu điểm trên cái phiên bản ROM này, đó là chúng ta có những cái tính năng là sử dụng thao tác thông minh này. Cái thứ hai là với hiệu năng của nó, như mình chấm điểm AnTuTu ở đây thì nó sẽ chỉ có số điểm là 167.075 điểm, tức là số điểm nó không hề khác biệt so với cái phiên bản Android 8. Nhưng mà trong một số các trải nghiệm khi mình chơi game, cái tựa game liên quân mobile thì mình thấy nó đã có sự khác biệt ở đây. Các bạn có thể nhìn thông qua đoạn video ở đây, khi mà mình chơi cái tựa game liên quân mobile này ở cái phiên bản Android 8.0 thì các FPS nó gặp hiện tượng là bị tụt liên tục 58 này, sau đó là xuống 56, 54
24 cũng có, thậm chí là có đôi lúc nó xuống cả 51. Nhưng mà khi mình chơi ở trên cái phiên bản R9.0 này, mọi người thấy cái FPS nó rất là ổn định ở mức 58, 59 và 60. Gần như là mình không bị gặp cái hiện tượng là FPS bị tụt xuống khoảng tầm 56, 55, 53 là không hề có. Thế đây là một trong những điểm mà mình đánh giá cao cái phiên bản Android 9.0 được cúp lên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Samsung Galaxy Note 8 được up cái phiên bản ROM Android 9.0 Android P lên chiếc máy. Nói chung thì đây là một bản ROM rất đáng để cho các bạn có thể trải nghiệm sớm cái tính năng của cái phiên bản Android 9.0 Android P. Và các bạn muốn up những bản ROM này thì các bạn có thể tới Thịnh Mobile, bởi vì mình đang mượn cái chiếc Samsung Galaxy Note 8 này tại Thịnh Mobile, và mình nghe nói rằng là khi các bạn mua máy ở đây thì các bạn sẽ được lên sẵn hai SIM cũng như là được up sẵn những phiên bản Android 9.0 như thế này rất là ngon. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.